Ba tô phở mà có giá là 800 ngàn. Có gì trong tô phở 250 ngàn. Tính tiền một cái là ngã ngửa. Nhưng mà lúc nào quán cũng đông khách. Đây là quán phở Big Bow, nằm trong ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất. Vợ chồng anh chị tôi gọi hai tô phở bò viên tái, kèm với hai chén trứng, một ly trà đào và một chai nước suối. Có giá là 483 cạp. Còn đây là tô phở bò Wagyu đặc biệt của tôi. Một tô phở kèm ly trà đào này với giá là 300 cạp. Tô phở này phải nói là to bằng tôi luôn á. Trong đây gồm có thịt nạm, tái bò viên, một cái đùi gà và vài lát bò Wagyu. Phở ở đây là theo vị của phở Nam. Cho nhẹ một miếng tương ớt và một miếng tương đen, rau quế và giá đỗ. Nước lèo thì trong, ngọt thơm, sợ phở thì mềm. À, một tô tôi thấy khá là nhiều bánh phở. Sau khi check in xong, đi vào trong bạn sẽ thấy khu food court. Có thể một phần là vì quán nằm ở sân bay nên giá đắt hơn ở bên ngoài là một điều có thể hiểu được. Nên khi ăn ở đây, lúc tính tiền các bạn nên chuẩn bị một tinh thần vững vàng. Chứ ba tô phở và ba ly nước của tụi tôi là hết 800 cành á. Nhưng được một cái phở ở đây ăn ổn, thơm phức. Hôm nào bay sớm mà ra đây ăn một tô phở là thấy đã liền. Á, à, hậu mai ngô đi bán hoa có gì mà năm nào cũng than ế. Rồi có thể là năm nay bán thêm một mùa ế nữa nha. Tại có một cái bài post lên là kêu lỗ rồi đó. Bán mày mày lo mày gom mày em đi cho mày già tay ra là bán chửi tao. Tôi là tôi chạy lên Linh Trung Thủ Đức review liền nha mọi người ơi. Ở đây là quán cà phê sắc màu. Rồi như là chập vạn thọ vàng này thì bán 120, mà nếu mà có gặp chị Mai Ngô thì bán 100 ngàn. Vạn thọ cam này cũng 120 luôn, gặp chị Mai Ngô bán được 100 ngàn luôn nha mọi người ơi. Cái này là bí mật content riêng nha. Nhớ luôn cái clip này lại để có gì lên đưa cái clip này ra cho ba bán 100 ngàn chậu nha. Mà thiệt sự là nay 29 Tết rồi, chị em còn ôm nguyên mớ bông này chưa xong nữa mọi người ơi. Lúc này thì 70 ngàn chậu, nói chung là cặp là 140, mà gặp chị Mai em thì bà bán cho mọi người là 120. Nhưng mà hóa đây đẹp nha, nguyên đường này thì như là có mình chị nha, chị Mai Ngô bán hoa thôi. Nên bạn nào mà ở khu Linh Trung Thủ Đức nhớ ghé đây mua thử coi được ok lao thì chốt giá với bả, gặp bả bán rẻ dữ lắm. Cái chậu này là cúc mâm xoài lớn luôn nha. Bình thường là người ta bán 500 ngàn cặp đúng không? Rồi gặp bà Mai Ngô này bà bán cho mọi người là 350 cặp nha, chốt giá luôn. Rồi các tường này là 70 ngàn cặp luôn nha bạn. Và ở đây là đối diện 36 Linh Trung khu phố 2 phường Linh Trung Thủ Đức. Ở đây có bạn nào bị nhiệt miệng từ nhỏ đến lớn như tôi không ta? Cứ định kỳ là nó bị nhiệt miệng. Với khả năng ăn bánh tráng cay như tôi nha mọi người, thì đến cái lúc mà bị nhiệt miệng là thiệt sự là tôi phải ngưng hết tất cả các món cay như ớt nè, đừng cái đồ nóng nè. Đi ăn có tô hủ tiếu không mọi người, ngồi ăn cả tiếng đồng hồ nhai mới xong tô hủ tiếu, tại nhiệt miệng nó đau quá. Mà tôi hỏi trong nhà tôi nha, đứa nào bị nhiệt miệng là nó bị hoài luôn, còn đứa nào mà không bị là cả đời nó không bị nhiệt miệng luôn á. Tôi thấy lạ ghê mọi người, ta gọi là lỡ miệng đúng không ta? Mà ngày xưa đến giờ là nhà tôi toàn là kêu là bị đạn không à. Cũng nghe lời mọi người là uống Sasakul này nhưng mà nó không có hết. Xong rồi có người lớn chị tôi á là lấy mật ong nguyên chất á thoa lên cái nhiệt miệng đó mọi người, để nó tan đi nó hết đi, nhưng mà nó cũng không có hết đâu mọi người. Có khi tôi được chỉ là chỉ lấy đường trát vô luôn. Giờ là tôi bị có hai chỗ thôi nha, nhất là những cái mùa trăng rằm á mọi người, là trăng tròn á nha, là tự nhiên tôi bị nhiệt miệng, không hiểu tại sao luôn nha. Mà bị nhiệt miệng mà ăn mấy cái đồ cay cay vô, trời ơi tôi nói mọi người nó thơm, chỉ có những người nào mà bị nhiệt miệng thì mới hiểu được cảm giác này thôi. Nè như tôi đang bị là cái nhiệt miệng nó nằm ngay cái cạnh môi á mọi người, nó nói chuyện hai cái môi nó dập lại á, trời ơi nó đau. Mà nha tôi bị nhiệt miệng là bị định kỳ từ nhỏ đến lớn luôn mọi người, nên là bây giờ chính thức lên tấp tớp hỏi mọi người có cách nào mà trị được cái nhiệt miệng này không nè, chứ thiệt sự là quá là đau, nó chỉ nó dập vô đầu lắm mấy bà ơi. Một quán sinh tố bị rất nhiều đánh giá một sao vì rất chảnh nhưng lúc nào khách cũng đông nghịch người. Đây là tôi đi lúc đầu tuần á chứ cuối tuần là còn ngồi gấp đôi như vậy nữa. Bạn nào ở khu thị nghè sẽ đều biết đến quán siêu đông này. Đặc điểm của quán là khách đông nên phục vụ hơi hững hờ với khách, mà cái gì cũng phải từ từ hết nha, nên nếu tâm trạng không tốt thì bạn không nên đến đây đâu. Hai cái món mà làm nên sự đông khách ở đây là chè thái và trái cây tô. Tô chè thái này có giá là 30 cành. Tôi có gọi thêm một trái cây tô có sầu riêng, nó là 35 cành. Đỉnh nhất là cái cục da u ở đây. Da u thì quán tự làm dẻo dẻo. Một cục sầu riêng, mít, cơm dừa ngào đường, sao bô chê, nhãn, bơ, có cả thạch rau câu lá dứa và thạch nhân phô mai. Lâu lâu sẽ có một vài món trái cây theo mùa nữa nha. Thế nhưng tôi thấy một cái tô 35 cành này là siêu bự luôn á. Tôi thiết nghĩ hai người ăn một tô này là đủ rồi. Đừng có ham hố như tôi gọi hai tô ra hai đứa ăn muốn cành hông luôn. À nếu như dặn không có sầu riêng là tô giá 30 cành nha. Ở đây có cái món sầu riêng dầm cho bạn nào hảo ngọt nữa, cực kỳ ngon luôn. Còn về thái độ chảnh của nhân viên ở đây thì theo tôi thấy dầm bữa nào chú nhân viên vui thì không sao hết, còn bữa nào chú hơi cọc cọc mà đông khách đó thì chú sẽ hơi khó chịu với khách hàng. Tiếp tục mọi người ơi, cho tôi hỏi tiếp nha. Ở đây có bạn nào mà bị da ngứa xong nổi cái mẩn này lên không mấy bà ơi? Chuyện là tôi bị thoát vị địa đệm là đợt trước chắc ai cũng biết rồi, nhưng mà tôi phải đeo cái đai này nè mọi người. Nhưng mà bình thường á là mọi người sẽ đeo ở ngoài cái lớp áo này đúng không? Nhưng mà do tôi là tôi phải làm việc là live stream nên là tôi phải đeo cái đai này ở trong cái áo của mình. Nên khi mà tôi đeo cái đai này chật quá, với lại thời tiết mùa này nó bị nóng quá nên cái vùng bụng mà ngay cái chỗ tôi đeo mọi người nó siêu ngứa luôn nha. Thật sự là nó rất là ngứa tại vì nó bị hầm á mọi người. Nên là mỗi lần mà tôi mở cái đai ra thôi nha là tôi gãi nha mọi người ơi. Trong cái lúc ngủ là tôi gãi nó siêu nhiều luôn mọi người, kiểu như mình gãi trong vô thức luôn á. Cái vùng mà tôi gãi á mọi người, tôi đeo cái nịch bụng vô á thì đó bây giờ nó lên những cái mẩn như vậy nè. Thì tôi chỉ biết là sức phấn rơm thôi mấy bà, không biết là mấy bà biết sức cái gì được không chỉ tôi với mọi người ơi. Chứ thiệt sự nó rất là ngứa, nhưng mà không đeo cái đai này vô á thì cái lưng của tôi nó rất là đau và nhất luôn, mình không có hoạt động được nên buộc là tôi phải đeo vô rất là thường xuyên luôn, kiểu đi ra đường là phải đeo. Độc lạ với trái nho ngọt nhưng lại rất chán. Bạn nào ở Sài Gòn chắc chắn sẽ không biết trái này. Giống trái nho nè. Trái nho. Chán dữ không? Chán quá. Chắc có chịu không? Buốt cái mày không? Buốt quá. Thôi mổn rồi. Thôi mổn, thôi mổn. Trái ngầu đâu? Trái gì?
Chết quá, không ai với nó. Hầu như những đứa em của em ở Sài Gòn là không đứa nào biết tới cái trái này luôn. Ở quê em gọi trái này là trái trăm nha. Bên ngoài sẽ là lớp vỏ màu tím đậm, nhưng bên trong cái thịt của nó lại màu trắng rất là tươi luôn. Nhìn nó ướt ướt luôn á. Đặc biệt hộp của trái này rất là to luôn nha mọi người. Phần thịt nó ít lắm. Trái này mà khi mà cái vỏ nó còn căng cứng á, thì ăn vô nó sẽ có một cái vị chua nhẹ. Để vài ngày thì cái vỏ nó nhăn lại, thì ở cái thịt của nó bên trong thì ngọt liệm luôn. Nhưng mà có một điều đặc biệt là cả trái chua hay trái ngọt gì nó cũng có một cái vị rất là đặc trưng, đó là chính là vị chép nha mọi người. Vị chép mà mình ăn vô là mình thấy là ồ, nó ê cái lưỡi luôn, nó buốt cái miệng luôn. Ngày xưa ở quê mỗi lần tôi ăn trái này là phải đâm một cái tô muối ớt thiệt là cay để át đi cái vị chát của cái trái chăm. Lên Sài Gòn lâu lắm rồi tôi mới thấy là cái trái này á mọi người, nhưng mà công nhận là cái vị chát nó đặc trưng thiệt mọi người ơi, ai mà ăn không quen là không bao giờ ăn được luôn. Một quán cà phê chuẩn gu đường phố tại giữa trung tâm Sài Gòn. Mùa mưa như vậy mà muốn có hình đẹp thì nhất định không thể bỏ qua quán này đâu nha. Đây là quán Ca Pha Cà Phê, nằm ở 94 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, ngay góc Nguyễn Thị Minh Khai và Baxter. Và một điểm cộng là ở đây có rất nhiều góc để ngồi luôn. Tầng trệt sẽ dành cho những ai thích ngắm đường phố. Lên lầu sẽ là phòng kính có máy lạnh, và đặc biệt hơn trên lầu quán còn có một khoảng vườn ở bên ngoài. Ta nói nhìn tươi xanh mà mát con mắt gì đâu. Bà bèo nào mà mê chụp hình như tôi tới đây là đúng bài luôn á. Trời ơi, góc nào dơ máy lên cũng có hình đẹp hết trơn. Tôi gọi hai ly cà phê kem bánh quy và ô long sữa. Mỗi món ở đây chỉ có giá từ 25 cành cho đến 50 cành thôi à. Tôi thấy ô long sữa ở đây đậm đà vị trà lắm nha, chỉ có một xíu béo nhẹ từ sữa thôi nè. Ai mà là tim không thích độ béo quá nhiều thì có thể dùng ly này nha. Còn ai mà có cái nết ăn uống gì thì khỏi dùng ly nào hết trơn á, chứ đổ hoài mệt quá đi. Còn đây là cái ly cà phê dành cho bà nào bánh bèo giống như tôi à. Cà phê kem bánh quy, cà phê viên truyền thống mà kết hợp với kem chi và sữa tươi. Phía trên lại được phủ tràn trời bánh quy và sốt caramel. Tất cả các vị từ đắng nhẹ của cà phê, béo của kem chi, độ mặn của bánh quy và một xíu ngọt thơm của sốt caramel. Món này xứng đáng tôi dành cho 10 điểm. Ai mà thích sự thoải mái bình dị thì không thể nào bỏ qua quán cà phê này rồi nha. Cũng là Red Bull mà Red Bull này nó lạ lắm, mà nó rẻ lắm nha mọi người ơi. Một cái gói này có 4.000 à, tôi mua 5 gói luôn, nó có 20 cành rồi mấy bà. Ngoài của nó để hình cái lon tăng lực mình hay uống nè mọi người, cái lon Red Bull á, ở ngoài còn để cái gói là nước tăng lực nữa nha. Ở đây người ta hướng dẫn là một gói này mà pha được 1 lít nước luôn nè đó. Ở đằng sau có bản hướng dẫn, bản thành phần luôn, nên tôi sẽ làm theo thử nha. Ê, cái bột bên trong nó y chang màu phô mai luôn vậy. Ê, khi mình nếm thử cái bột này á thì nó thơm nha mấy má ơi, ngọt ngọt chua chua. Ê, nhưng mà ăn không nó ngon thiệt á. Theo hướng dẫn thì tôi sẽ bỏ 1 lít nước vào trong một cái gói nha. Đây là cái bột mà tôi bỏ vô bên trong nè mọi người, nhìn sơ tưởng đâu bột phô mai không á. Rồi, 1 lít nước xong rồi bắt đầu mình quậy đều lên nha, và tôi sẽ uống thử nha mọi người ơi. Đầu tiên vô là uống chua. Trời ơi, nó chua lắm mấy bà ơi. Chua nhăn mặt luôn á, nhưng mà nó thơm lắm nha. Nhưng mà khi mình uống với nước đá thì nó cũng chua luôn mọi người ơi. Sao cái bột này á ăn thì nó ngon, nhưng mà pha với lại nước á thì để uống nha mọi người là dở luôn á, đúng từ nghĩa là dở luôn á. Một món đồ mà ai cũng phải cần khi đi chơi. Đây nha mọi người ơi, tôi mua một túi này là 50 gói luôn á. Thuốc này mà người nào trong sáng thấy nó bình thường, còn người nào mà đầu óc tăm tối là sẽ thấy nó bất bình thường. Như mọi người thấy nó lạ lạ không? Mà nói thiệt, lúc đầu mà em nhìn vô em còn nghĩ là đó nó cũng chính là cái mà mọi người đang nghĩ á mọi người ơi. Mà kiểu như tôi nói, ủa sao tự nhiên tôi mua tới 50 cái dữ vậy. Rồi bây giờ tôi mở ra bên trong coi nè là cái gì cho mọi người coi nha. Là bên trong nó sẽ là khăn giấy ướt nha mọi người. Nhưng mà cái bao bì nhìn ở bên ngoài làm tôi không thể nào tưởng tượng đến một cái thứ là khăn giấy đâu mọi người. Tôi tưởng tượng đến cái khác nha. Khăn giấy này là mình mang đi chơi được, đi du lịch được, chùi tay chùi miệng được nha. Mà nếu mà bỏ vô cái túi đi du lịch mà người ta nghĩ nó là cái khác là do mấy bà. Nhưng mà khăn giấy nó bền lắm nha bà, kiểu như là kéo hoài mà nó không đứt luôn á. Đây là một cái món đồ siêu độc lạ mà tôi đã coi tấp tấp quá 180 phút đó.